1.4 nữa là tới thằng Mua Bạc thì bỏ phải. Đường Beverly Glen này nó cũng nổi tiếng lắm, còn thằng nào cũng lủi luôn nha, ra thằng ghê. VVT là private. Cô này là cũng Hollywood rồi đó. Studio City. Chào bác. Chào bác, cứ chạy thẳng đường Beverly Glen tới đường Mua Bạc thì quả phải là có đèn xanh đèn đỏ. Chạy thẳng lên. Thôi Studio City là nhà cửa nó mắc hơn Hollywood đó nha. Đây đường xá rộng rãi hơn, nó có xích tách rồi, còn Hollywood là đường đầu đường đồi rồi này nọ, nhà nó khít nhau không. Đây em thấy rộng rãi hơn nhiều. Khu này trước là của đồng xách đi Castellano ha. Dickens này. Mua Bạc ở phía trước không? Ventura chưa, lại còn chạy thẳng nữa. Ủa mấy thằng Dickens cũng không mê, không có chưa, không có trả tiền cho mình. Thằng Ben đòi thằng Ben đó, mà trong khi thằng Ryan nó take over cái job đó đó. Bây giờ nó có mới gửi cái correction cho thằng Dickens nữa đó. Ừ. Ben là cũng sức tích cái đựa Bitcoin với Ethereum rồi đó. 8 triệu không muốn, giờ nó cũng còn chừng 1-2 triệu thôi. Em nghe thằng Penguin nói vậy chứ còn Penguin à. Penguin thì bán lúc 120 đồng á.
mua bạc qua phải đây. Rồi tới đường Whitsat thì vào trái. Whitsat đâu W-H-I-T. Hai chấm ba dặm. Mình làm cái chốt kia rồi thằng còn tuổi lúc cũng không có lấy được nào. Nhưng đưa đi bự nha. Thắng 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 có người đi bộ kìa. Anh nhớ cái chỗ cái đường Victoria, cái chỗ mà bữa cái condo đó có thằng Ba Tàu đó, em ghi cái con số của nó, cái tên của nó vô rồi em dừng sau này em đòi tiền á. Thế nó nói rồi đó là nó đã gửi sách đi rồi đó, rốt cuộc 2 tuần sau sách nó mới tới. Em cũng làm cho nó mấy, em cũng dở có 4-5 tour rồi á. Em nói mày mốt đó mày đừng bây giờ kêu tao nữa, tại vì tao không có tin mày. Mà nó là kiến trúc sư á. Còn bữa nay ăn nữa, anh nhớ có lần chỗ Sunset Plaza không? Cũng nhà của một khách đó đó, rồi nó cũng lấy tiền luôn á. Nó làm có cái boxy mà lấy luôn hết mấy lần lần đổ cái swimming pool mà làm cái cái Sunset vô vậy là lấy hết luôn. Ê, em nói thiệt em không có tin tưởng bằng bùi nữa, mà là gà chết. Dù đáng không đáng gì cái đó không phải mình làm, mình ơi em không có thích vậy, tính em không thích gian dảo. Chưa 2.3 dặm tới đường Whitsett là cái đường có đèn xanh đèn đỏ đó, Whitsett là W á. Kiểu gì chứ mở gì rồi Cold Canyon Drive em nghĩ vậy. Em nói qua cái đường Whitsett gì đó. Whitsett đường nhỏ xíu à. Cái này là Whitsett. Có. Thấp ê xuống nè. Khu vực này Studio City toàn là condo với bạc mang không? Ừ. Quýt sách chưa tới em đưa. Em nói 2.3 dặm. Có đường ở trưa phía trước này nè, vào trái. Quýt sách nó đây nè. Em chưa đọc thấy chữ nhưng mà em đoán thôi. Nếu mà hai lên thì giữ lên phải thì sẽ qua phải đường Oxygo. Studio City nữa.
lên phải đi, tới đường Oshigo vào phải. Không chậm thôi, gần tới rồi. Chấm chín rồi, chậm chậm đường có xí vô. Hôm nay là chậm chậm nha. Đến tới rồi. Có xí vô. Oshigo ha. Oshigo. Cái đường này đường gì nữa. Đây nè, đây nè. Mười hai hai năm hai gì đó. Mười hai bốn bốn sáu qua bên kia đường. Chỗ có xe du hôn trước á, nãy thấy nó chạy trước đó thì em nghĩ vậy thôi. Chân chạy qua bên đây. Ngộ nó đậu xe ngộ thiệt. Rồi tụi mình nãy đó đẩy đưa cho mấy bạn xem cái con đường đi từ Bel Air Estate đi xuống tới cái North Hollywood. Chỗ đường này là dùng North Hollywood. Nãy mình có đi ngang qua mấy cái đường Beverly Glen á, thì cái này nó thuộc North Hollywood City. Ở đây nó chỉ xây cái hồ bơi với nó sửa cái gara, nó kênh vượt lại thôi mấy bạn. Đó, để mình vô mình xem cho các bạn xem nha. Rồi qua cái đêm cái nhà ma rồi, bên đây là họ đem đèn, họ ra dẹp hết mấy cái bong bóng để trang hoàng cái nhà ma đó. Là luôn cô. Nó làm cái sửa cái nhà này lại. Không có cây bơ. Bữa nay Ryan nói chỗ làm cái chỗ 1951 Bel Air đó là ảnh làm luôn cái swimming pool, cái hồ bơi cho cái nhà này. Nhưng mà ảnh làm đó, lúc đó cái hồ bơi này nếu mà đổ cái công trình đó thì nó không sao. Nhưng mà khi mà nó làm sát trượt đó thì những cái lapping đó là nó đang nông công tác, tức là nó phải cách xa cái này, cái nó phải rời ra chứ không có được cột chung với nhau. Hai cái cây sắt đó bạn thấy là hai cây sắt nhỏ sai số 3 thôi mà dính chung không được. Đổ xi măng thì được nhưng mà cái sắt cột thì không được, nó phải tách rời ra. Đó là cái lý do là tại sao có nhiều cái đó mình cũng không có dứt report được. Nó làm nó là nó phải có mình ở đây để mà làm cái này. Mà nếu mà nó làm cái hồ bơi này nó làm trong vòng tuần lễ thì tiền chịu chi chết đây đâu có chịu nổi giờ. Cho bằng chủ nhà rất là tội. Đây nó có một cái cây tre đó, cây tre vàng đó, thấy thương quá, thấy thích quá các bạn. Cái này nó mình cứ kiểu bên Việt Nam mình kêu là cây tre lồ ồ đó. Cái này có một cái nhà sướng lắm nha. Làm cái nhà chòi á, mình thích vậy đó. Bữa này không biết nó epoxy vô đâu.
the beautiful bamboo hut. Oh yeah. You see here is a lot of big bamboo inside. Like here. Yeah, we want to take it, already take out with the... We need those bamboo plants. Very expensive. Đó, mình thích cái cây này mà một cái chậu nó bán là 175 đồng. Có 3 cây thôi à. Ừ, mấy cái này đó làm cái kiểu mà Crouching Tiger, là mấy cái phim mà mãnh hổ gì đó. Cái phim Châu Nhuận Phát đóng với lại Rồi cái epoxy là epoxy ở đâu? Epoxy chắc trong nhà chỗ ông ra ha. Làm hệ thống đèn rồi này nọ, cái plumbing là riêng nữa. Anh phải leo xuống đây nè, phải leo xuống coi. Đó là cái đường ống cống này thoát nước này nè, đâu cũng phải dễ ăn đâu mấy bạn. Đó, rồi thôi, cho các bạn xem sơ chút nha. Rồi, bye.